chân đất sét đạp ga, vượng lái xe VinFast ủi vào mọi rào cản. VinFast công bố danh sách doanh số bán ra cả năm 2023 là gần 35.000 chiếc xe điện, trong đó lượng lớn tiêu thụ ở thị trường nội địa. Chỉ SM Taxi của ông Phạm Nhật Vượng lại là khách hàng lớn nhất của công ty này. Còn nhớ trong đại hội cổ đông thường niên của tập đoàn VinGroup diễn ra vào ngày 17 tháng 5 năm 2023, cổ đông đã chất vấn rằng bao giờ VinFast đạt được điểm hòa vốn. Lúc đó, ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch VinFast trả lời, VinFast dự kiến bán 50.000 xe trong năm nay có thể hòa vốn vào cuối năm 2023. Vào năm 2023, bán gần 35.000 chiếc xe ô tô điện, xem như mục tiêu bán 50.000 chiếc xe ông Vượng đã thất bại. Như vậy là mục tiêu bán 50.000 chiếc xe điện trong năm 2023 đã không thể hoàn thành. Việc mục tiêu đạt điểm hòa vốn trong năm 2024 có thể thành hiện thực hay không cũng đang là câu hỏi được đặt ra. Có lẽ đại hội cổ đông lần tới, ông Phạm Nhật Vượng không phải là người trả lời chất vấn mà đẩy cho bà Lê Thị Thu Thủy, bởi mấy đây ông Phạm Nhật Vượng và bà Lê Thị Thu Thủy đã hoán đổi vai trò cho nhau. Vào năm 2023 phải bán được 50.000 chiếc xe thì năm 2024 mới cán mốc hòa vốn, theo lời ông Vượng. Vậy có thể xem mức doanh số 50.000 chiếc xe là giới hạn thấp nhất để đạt điểm hòa vốn trong năm 2024. Tuy nhiên, trong tình hiện nay, liệu năm 2024 có bán được trên 50.000 xe hay không đang là câu hỏi rất lớn. Hiện nay, ông Phạm Nhật Vượng đã là giám đốc điều hành của công ty VinFast. Mọi hoạt động của ông sẽ quyết định thành bại của VinFast, chứ không thể quy trách nhiệm cho ai khác được nữa. Startup là những công ty khởi nghiệp non trẻ, nếu họ nắm được một phát minh mới, công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới thì họ có khả năng vươn lên thành kỳ lân vì nắm giữ trong tay lợi thế vượt trội mà các doanh nghiệp lâu đời không có. Còn startup mà đi sau thì gần như 100% sẽ là kẻ thất bại bởi họ không thể cạnh tranh nổi với các ông lớn đã khẳng định được sức mạnh trên thương trường. Đến giờ mới ve vãn Indonesia thì xem như ông Vượng đã chậm chân hơn đối thủ rất nhiều. Khi tiến hành mang quân đi đánh xứ người, lẽ ra ông Vượng nên chọn thị trường dễ tính, dễ tiếp cận khách hàng thay vì ông nhảy ngay vào thị trường khó tính như thị trường Mỹ. Việc xâm nhập vào thị trường Mỹ đã được ông Vượng lên kế hoạch từ năm 2021 khi ông cho thành lập công ty VinFast tại Singapore. Mất 2 năm vất vả, đi cửa chính không được, buộc lòng ông phải đi cửa phụ, VinFast mới lên được sàn Nasdaq. Tuy nhiên, việc lên sàn Nasdaq chỉ là thành công nhỏ, việc huy động được vốn trên sàn Nasdaq mới là điều quan trọng nhất. Nhưng mọi sự không như kỳ vọng. Hiện nay, giá cổ phiếu của VinFast chỉ quanh quẩn ở mốc từ 5 đến 6 đô la, khiến việc xây nhà máy ở Mỹ là rất khó suôn sẻ. Lượng xe bán ra trên thị trường Mỹ thì eo uột, huy động vốn cũng chỉ nhỏ giọt, xem ra ông Vượng đã định hướng nhầm lẫn. Nếu năm 2021, ông nhanh chân chiếm lĩnh các thị trường này, thì nay VinFast đã có được thị phần ở đây. Bây giờ, các thị trường này đã quen với những tên tuổi lớn như Tesla và Biden. E rằng VinFast khó mà chen được vào cơ hội, thành công thì là rất thấp. Ông Elon Musk đã đi trước ông Phạm Nhật Vượng rất nhiều. Các đối thủ của ông Vượng đã đi từng bước vững chắc, cả Tesla và Biden đều trụ vững trên sân nhà rồi mới đem quân đi đánh xứ người. Tesla là hãng xe điện của Mỹ, khi họ đứng vững trên thị trường Mỹ thì việc chen chân vào một thị trường dễ tính với họ không thành vấn đề. Biden của Trung Quốc vẫn chọn thị trường dễ tính ngoài thị trường nội địa để mà xí phần trước. Không như ông Phạm Nhật Vượng chọn thị trường khó để mà đánh trước, đánh mãi không thắng mới quay về thị trường dễ tính, thì khi đó bản thân đã tụt hơi vì vừa chậm chân vừa bị tổn hao nguyên khí và mất rất nhiều tiền của. Hơn nữa, VinFast còn chưa thể đứng vững trên thị trường nội địa, bởi ngay tại Việt Nam, VinFast đã mang rất nhiều tai tiếng, cả về chất lượng xe và cách mà họ ứng xử với khách hàng. Những điều đó khiến cho thị phần của họ ngày một thu hẹp. Một sai lầm chết người nữa của VinFast đó là cố che đậy cái xấu của mình bằng cách như tuyên giáo Cộng sản vẫn làm. Nếu VinFast không thể cải tiến chất lượng để lấy lại niềm tin mà cứ trượt dài theo cách làm của đảng thì VinFast sẽ chóc gốc ngay trên sân nhà là điều khó tránh khỏi.
VinFast đang đắp đôi chân cho mình bằng đất sét, làm sao đứng cho vững đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin chân đất sét đạp ga vượng lái VinFast ủi vào mọi rào cản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Câu phán nàng chân dài Ngọc Trinh và bụng tham nhà quan. Cô nàng chân dài đang bị công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giam Ngọc Trinh, từng làm dậy sóng mạng xã hội với câu không tiền cạp đất mà ăn. Ý cô muốn nói rằng thời buổi này mà không có tiền thì chẳng thể nào sống được. Ngày nay việc cạp đất không còn mang ý nghĩa là nghèo rất mồng tơi mà lại mang một ý nghĩa khác. Đó là từ chỉ những quan chức ăn đất, hiểu theo nghĩa bóng là nhờ cạp đất mà ăn nên họ rất giàu, tiền không biết để đâu cho hết. Hầu hết những người quyết định gây ra cảnh dân oan hiện nay đều liên quan đến đất đai. Lấy đất của dân, đền bù theo giá nhà nước rẻ bèo, thông qua các dự án cho các doanh nghiệp thực hiện rồi bán ra với giá thị trường, đem lại khoản chênh lệch khổng lồ, chảy vào túi quan tham và sân sau của họ. Đây chính là nguồn lợi được xem là vô tận của quan tham khắp nơi, từ trung ương cho tới địa phương. Chân dài Ngọc Trinh và câu nói nổi tiếng của cô. Kỳ họp bất thường mới đây của Quốc hội có quyết định một số vấn đề liên quan đến luật đất đai sửa đổi. Ở kỳ họp này, người dân mong đợi Quốc hội sẽ bỏ phiếu áp thuế cao với người có nhiều bất động sản, để chống đầu cơ neo giá ở mức cao và áp thuế với đất bỏ hoang để tránh lãng phí tài nguyên đất của xã hội. Tuy nhiên, Quốc hội tự xưng là đại diện với hơn 95% là quan chức đã quyết những điều có lợi cho thiểu số có quyền, có tiền và tiếp tục quay lưng lại với phần đông dân chúng. Bất động sản chính là một kênh mà quan chức có thể dễ dàng dùng chính sách để mà cướp lấy về cho mình. Sau đó cho phép các sân sau vào cùng nhau phù phép để mà hưởng chênh lệch số tiền rất khủng. Ngoài ra, khi đã đưa được đất vào tay những người sân sau thì quan chức có thể được loại quả bằng những hợp đồng bất động sản hoặc những bất động sản có giá trị cực lớn. Nếu đánh thuế cao với người có nhiều bất động sản thì quan chức và sân sau là tầng lớp chịu thiệt thòi bởi họ và người thân sở hữu rất nhiều bất động sản khắp nơi tại Việt Nam. Hiện nay giá nhà đất quá cao so với mức thu nhập trung bình của người dân và không loại trừ khả năng nó sẽ tiếp tục bị đẩy lên cao hơn nữa. Sau khi thị trường tan băng, nếu là nhà nước muốn lo cho dân thực sự thì cần phải đánh thuế mạnh vào những người sở hữu nhiều bất động sản. Chỉ khi đó các nhà đầu cơ mới chịu bán bớt nhà đất, giúp cho cân bằng với nhu cầu, đưa giá cả trở về mức hợp lý. Chỉ như vậy người dân mới có khả năng với tới được giấc mơ an cư lạc nghiệp. Ông Lê Thanh Hải từng một thời gian dài cạp đất ở Thủ Thiêm. Trong Quốc hội có gần 500 đại biểu, thử hỏi có bao nhiêu người dân trong đó, hết trên 95% đại biểu là quan chức. Phần ngoài đảng còn lại cũng là những người được hưởng nhiều lợi ích của chế độ. Vì vậy, những người ngoài đảng trong Quốc hội cũng chẳng mấy ai đứng về phía tầng lớp bình dân, mà một vài trường hợp hiếm hoi đứng về phía dân thì cũng có nguy cơ bị rước họa vào thân. Như ông Lưu Bình Nhưỡng là một ví dụ điển hình. Cho nên, để có những lá phiếu làm lợi cho dân trong chế độ này gần như là điều không thể. Không như Ngọc Trinh chê cạp đất mà ăn, ngược lại, cạp đất là món khoái khẩu của quan chức đảng viên Đảng Cộng sản. Vì lòng tham vô độ, họ không bao giờ để cho những dự luật mang lại tính bất lợi cho họ được thông qua. Làm quan muốn giàu to thì chỉ có cạp đất là mau giàu nhất. Vào năm 2023, có đến hơn 5.000 doanh nghiệp bất động sản phải đóng cửa, phá sản. Tình trạng đất đai bị thổi giá qua bao nhiêu năm đã khiến cho thị trường tắc nghẽn không thể lưu thông được nữa. Đối với doanh nghiệp bán rẻ thì lỗ, mà bán cao thì chẳng ai mua. Đường nào doanh nghiệp cũng khốn đốn, vì thế mà hàng loạt doanh nghiệp bất động sản phải giải thể. Doanh nghiệp nào không có thế lực chính trị đỡ đầu thì sẽ không thể trụ vững, còn những doanh nghiệp cấu kết với thế lực chính trị, tiếp xúc với loại đất vàng mà giá rẻ thì còn có thể cầm cự qua ngày. Ngoài ra, doanh nghiệp sân sau rất dễ vay vốn của ngân hàng,
vốn ưu đãi hơn ở doanh nghiệp không có thân hữu trong đảng. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam cũng phải thừa nhận có nhiều người cạp đất. Tầng lớp quan tham không thiếu tiền nên họ có thể giữ đất bao lâu cũng được. Họ có thể để cho đất hoang hàng chục năm vẫn không hề hấn gì, và chính họ đã góp phần tạo nên sự méo mó của thị trường bất động sản hiện nay. Tháo gỡ khó khăn cho thị trường không khó, cái khó nhất là quan tham không thể chấp nhận những điều luật gây bất lợi cho họ và những doanh nghiệp sân sau của họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d ngày hôm nay với bản tin Câu phán của nàng chân dài Ngọc Trinh và bụng tham nhà quan. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.